Hello, chào bạn. Trước mặt chúng ta đây những chiếc Ferrari California T, mẫu xe mui trần của Ferrari. Chiếc California T là màu xanh khá là bắt mắt. Và phần đuôi của chiếc California T. Sau thể thao, hệ thống ống xả lập đuôi xứng hai bên, loại ống xả kép, logo Ferrari với chữ ký Gohan. Đèn hậu thiết kế đặc trưng của dòng xe California. Đây là mẫu xe mui trần cứng. Phần mui cứng có thể đóng mở tự động bằng điện, bạn chỉ cần giữ nút đóng mở mui. Cùng khám phá nội thất của xe. Đây là tổng thể phần nội thất của xe. Nội thất bọc da bò, bọc da màu da bò. Là màn hình giải trí. Đây, các phím bấm ở hai bên khá là sang trọng, tiện nghi. Là một dòng chữ Ferrari. Là một chiếc màn hình hiển thị, màn hình LCD, hai bên là cửa gió điều hòa. Với chính giữa là hình logo chữ ngựa chồm. Bên này có logo California T. Ở vị trí giữa đây, đây chính là nút đóng mở mui. Bạn gạt xuống và giữ mui sẽ mở ra, còn gạt lên và giữ thì mui sẽ đóng lại. Đây là nút launch dùng để kích hoạt hệ thống, kích hoạt chế độ chạy drag, launch control. Đây là chế độ chạy auto. Bạn khi bạn kích hoạt nút này thì bạn chỉ cần chuyển số tuần tự và ga xe sẽ bắt đầu lăn bánh. Đây là nút R. Những nút bấm thông thường khác trên xe. Chúng ta sẽ cùng sang phần, chờ chút mình sẽ sang phần bên ghế lái. Đây chính là vô lăng của chiếc California T. Khá nhiều nút bấm. Đây chính là nút chuyển chế độ lái. Nút Comfort chế độ chạy thông thường. Nút Sport, nút ESP Off, hệ thống cân bằng ESC. Một số phím bấm điều chỉnh khác về đèn pha các kiểu, đèn xi nhan, còi được tích hợp tại đây thay vì ở giữa logo Ferrari. Đây là nút khởi động, in reset, để điều chỉnh hệ thống giảm sóc, các đèn pha cốt các kiểu. Bên này có một tổ hợp phím bấm điều chỉnh các hệ thống hỗ trợ lái cũng như hệ thống an toàn. Ở bên này đây chính là đồng hồ hiển thị tốc độ km. Chính giữa là hiển thị vòng tua với nền vàng đặc trưng của Ferrari. Nội thất của xe thì không có sự xuất hiện của các chi tiết làm từ ốp carbon. Cái ngồi bọc da khá là mềm, chỉnh điện. Tại đây thì có phím mở nắp bình xăng. Đây là phím mở cốp phía sau. Đây là loại xe được trang bị động cơ đặt trước. Phía sau sẽ là cốp chứa đồ giống như những chiếc xe thông thường khác. Đây là logo Ferrari. Và chúng ta sẽ tìm hiểu các chi tiết ngoại thất.
Khối động cơ trên California T loại V8 3.8 lít tăng áp, công suất tối đa 552 mã. Xe hoàn tăng tốc được 0-100 trong vòng 3,6 giây, khá là mạnh.